là bây giờ là Tuấn Kiệt nó cưới Buka rồi, cho nên cảm xúc của em là người cũ á, em bị đau khổ. Ngày hôm nay như là đi từ về quê về để gọi là đi đi đám cưới người yêu thôi. Anh Lâm đâu rồi? Ủa sao rồi? Đó giờ thưa quý vị, hiện tại là nhà của dâu chú rể đang chửi thúi đầu tôi quý vị nha. Tôi là ngày hôm nay là trưởng tập để vô để xin người ta vô nhà để cưới vợ cho người ta, mà anh Đàm Vĩnh Hưng bắt nghe du dương đã quá, nghe cũng quên luôn. Lâm chiêu tài xế chiêu luôn, tài xế ngủ gục luôn quý vị. Trong cái album này anh có hát song ca với lại 5 ca sĩ trẻ. Wow, sống của em. Sống của em. Em cũng trẻ. Em cũng trẻ mà. Quá trời, đúng không? Quá trời, hê. Lên luôn anh. Hả? Em muốn nhờ con giúp anh review nhẹ thôi. Dạ rồi. Anh cho con nghe trên xe trước này để con thấy cảm nhận. Dạ. Cái lần này anh đặc biệt lắm là anh chụp lại những ảnh của Sài Gòn xa xưa. Dạ. Mà 2 ngày 2 đêm chụp mà 16 địa điểm. Ảnh xa xưa cũng lại cái kiểu chơi nhạc mới. Em thì nghe nhạc rồi, em nghe nhạc cảm nhận review thôi đúng không? Biến tình qua em nghe rồi, em nghe cái khác đi nha. Thôi những bài về con đường đi nha. Con đường. Bỏ mặc cả nhà, bỏ mặc thôi, bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người, bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, bỏ mặc thôi là thôi là bỏ mặc em luôn đi. Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ phú quý, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng phú quý lên review với đất da mới để tiền bạc ở đây để ta review tiền tình. Có nàng khuyên đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Một lần này nữa mai mình xa rồi, lời nào người nói đi rồi chi. Là cái này mình nghe 4 tiếng không anh? Hai bài trôn này. Hai bài. Mình một mình bước đêm lẻ loi, đoạn đường nào đó. Bài nào có chữ đoạn đường con đường anh? À, đoạn đường con đường. Anh đưa vô hết. À. Trong cái album này anh có hát song ca với lại 5 ca sĩ trẻ. Wow, sống của em. Sống của em. Em trẻ. Em cũng trẻ mà. Hey. Chưa có hai phố chỗ này bao giờ vậy? Say hey. 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 Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt trăng theo từng làn gió. Sao có nhiều đời ha. Hồi nãy bị buồn quá. Hồi nãy tối là ok, tối nhiều chuyện chiêu được đó. Ngàn hai ly cũng không xa. Say. Biển rộng đất trời chỉ có thì dòng ngân hà mình cũng qua, biển không biên giới như tình anh với em hơn cả những vì sao đêm chung khơi nói gió lênh đênh trên sóng thấy lung linh dần hoa bài biến tình bài hoa biển màu hoa thật em chiều mình hay có chấp bàn không? Chấp bàn mình có chấp bàn không? Chấp bàn xe mình có chấp bàn không? Không có chấp bàn chỉ có các chổi thôi. Chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng sáng hoa kia mịt mù. Cảm nhận về cá nhân của Lâm thì thật sự về âm nhạc thì em cũng không có ăn có học gì cả, em chỉ cảm nhận theo một người khán giả, một người đi xe đò về quê thôi. Để cảm giác như đi xe đò về quê anh, cái con đường xe em đi đó, thì ngày hôm nay là đám cưới của Gin Tuấn Kiệt, em có cảm giác em đang như là cô thắm về làng vậy đó. Cái cảm giác du dương là nhớ là những kỷ niệm ký ức của em với chú rể ngày sẽ trải qua trên con đường này.
đúng không anh? À, đúng rồi. Y chang cảm giác em mở kiến ra mà trời ơi, nước mắt hai hàng. Đã. Nói chung là tưởng chạm nghe anh hát thì mình nhập vào cái nhân vật mình luôn. Em con đường xem đi vàng lên mái tóc thề. Là bây giờ là Tướng Kiệt nó cưới Bu Ca rồi, cho nên cảm xúc của em là người cũ á, em bị đau khổ. Ngày hôm nay như là đi từ về quê về để gọi là đi đám cưới người yêu thôi. Cái cảm giác dâng cao trào cũng như là muốn vô tiểu phẩm liền. Đúng. Nhưng mà nó bị buồn quá. Nó bị buồn cái đó là phải tối khoảng 6 giờ chiều mở ok nha. Cứ trưa là mở nó bị ấy lắm. Cứ trưa là phải mở sáng biển sóng tình giặt dào rồi đó. Đó nó chiêu đồ này nọ, sáng sớm tinh mơ năng lượng năng ơ đồ biển đồ này nọ. Thấy không? Tuy là cái gọi là cái lời ai cũng biết hết trơn trọi, mở là quen. Ngày xưa đi xe đò xe về quê đồ này nọ là mở du dương là nghe. Nhưng mà ngày hôm nay đi trên một chiếc gọi là siêu xe, thấy không? Cái cảm giác vẫn ùa về. Nói chung giữ được cái sự mộc mạc. Đó, nhưng mà giọng anh Hưng thì khỏi nói rồi. Cái từng hơi thở của anh vẫn còn gọi là hát mà nghe hơi thở nghe nó da diết. Nghe nó ê hề, nó đã, nó thứ nhất là không biết do cái lo xịn. Rồi đi xe đò cái lo nó dở quá anh. Đúng rồi. Thứ nhất là em khá khen cái lo. Siêu xe mà để quần áo kỳ quá. Nó bị ê hề, nó bị bày hề. Nó bị bày hề quá. Đó quý vị ơi, đó đám cưới người ta chú rể, tụi ông chú rể không có sáng vô lố chú rể nha. Đó. Nhưng mà hôm qua là thấy nghe là cộng đồng mạng là rần, anh ơi hiện tại là bên chú rể đang điện mình rồi nè. Hình như mình ấy rồi đó. Dạ cho em xin mạng phép nghe điện thoại nha. Alo em. Anh Lâm đâu rồi? Ủa sao rồi? Lố hả? Quá cầu rồi nè. Mình vô bánh phàng mà chạy lên có một cây số à. Ok rồi em ơi, anh bị bắt quay ở đây rồi em ơi, chờ anh làm lễ em ơi. Quay liền. Anh okay. Phải đi bến phà, anh phải đi tàu á, anh lại về bến phà đi. Về bến phà tài xế ơi. Về tàu đi. Ok trễ chứ em ơi. Quay đi anh quay lại đi. Rồi. Ok quay liền. Đó giờ thưa quý vị, hiện tại là nhà của dâu giúp rể đang chửi thúi đầu tôi vậy nha. Tôi là ngày hôm nay là trưởng tộc để vô để xin người ta vô nhà để cưới vợ cho người ta, mà anh Đàm Vĩnh Hưng bắt nghe du dương đã quá, nghe cái quên luôn. Lâm chiêu tài xế chiêu luôn. Tài xế ngủ gục luôn quý vị. Nghe mà đã ngủ luôn. Qua thiếu ngủ hay sao? Mà tài xế hời hợt chạy luôn đâu biết đâu. Đó, thì hy vọng là cái gọi là cái series hên. Album cái series là cái phim cái tiểu phẩm sitcom rồi. Cái album. Cái album này thì mọi người hãy yêu thương cũng như là rất là mới mẻ. Đón nhận tuy là gọi là sao anh gọi là trong cũ có mới, trong mới có cũ. Hòa nguyện. Du dương. Đó với sự các tiếng hát. Đầu tiên của anh Đàm Vĩnh Hưng. Đầu tư. Anh nhắc vào cái miệng anh. Anh nhắc vào cái miệng hả bự giùm em. Anh nhắc là đầu tiên. Đi đầu tư. Anh nhắc đầu tư nhưng mà cái miệng Vũ Hà này mọi người biết là đã bị mớm. Nên cái chữ đầu tư tôi nghe lộn là đầu tiên quý vị à. Thật sự cái clip này cũng không có tiền bạc gì cả. Ở mình ở trong lòng tôi nói ra. Đó thì lâu anh nhắc vậy thôi. Tại văn nó bị bí mà. Tiếng lòng tôi thấy là đầu tư lại đầu tiên luôn. Nói chung là những cái đầu thấy không. Cho nên dòng người sẽ ủng hộ cái anh Phương này của anh Hưng. Để ảnh có đồng ra đồng vô. Dạ. Cái kịp với là bằng lên. C, tạm biệt mọi người ạ. C. Ngày đó khi một lần tiếng hát đông loa đưa em vào vùng trời lấp lánh bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ngước của người.